Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã suite Cisco chuyên dùng cho doanh nghiệp S&B quy mô vừa và nhỏ, như là các cái hệ thống bán lẻ này, hay là các cái hệ thống giáo dục trung học phổ thông, hay là khách sạn, hay là văn phòng nhỏ, và có quy mô trong khoảng từ 500 cho đến 600 thiết bị sử dụng đồng thời. Và đó chính là mã suite Cisco C1200-24FP-4G này. Và nó thuộc dòng switch Catalyst C1200 Series, sẽ được dùng để mà thay thế cho dòng switch cũ CBS250. Mã switch này nói riêng và dòng C1200 nói chung thì sẽ được nâng cấp phần cứng mạnh mẽ hơn, bao gồm có CPU dual core ARM 1.4GHz, trong khi là dòng switch CBS250 cũ chỉ sử dụng CPU 1 core thôi. Và RAM của switch này cũng được nâng cấp lên thành 1GB, gấp đôi so với lại CBS250. Do vậy thì C1200-24FP-4G sẽ có tốc độ xử lý nhanh gấp đôi so với switch CBS250 cũ. Và chúng ta có thể lựa chọn mã switch này để mà làm switch access kết nối xuống các thiết bị không yêu cầu cấp nguồn PoE, như là máy tính người dùng này, máy in này, NAS hay là server, vân vân. Và với số lượng thiết bị kết nối khoảng từ 24 đổ xuống, có 24 port mà. Còn đối với các thiết bị mà yêu cầu cấp nguồn PoE như là camera hay là wifi thì các bạn sẽ chỉ cần nối dây LAN từ cổng RJ45 của switch xuống là được, thì các thiết bị đó sẽ có nguồn này, có internet luôn. Ngoài ra thì trong các cái hệ thống mạng nhỏ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng switch này để mà làm core hoặc là distribute để kết nối với các switch access. C1200-24FP-4G thì có hỗ trợ interface VLAN và static root. Do vậy thì chúng ta có thể sử dụng switch này để mà làm gateway cho toàn bộ hệ thống mạng LAN của chúng ta. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ unbox luôn để các bạn thấy được bên trong hộp thiết bị sẽ như thế nào nhé. Đây là sau khi mở hộp này, các bạn sẽ thấy là switch được đóng gói rất là đẹp đúng không? Đấy. Rất là chắc chắn, trông cũng rất là sang nữa. Đi kèm với switch thì có một cái tờ Quick Start Guide này, hướng dẫn sử dụng nhanh này. Đó. Thì đây là switch, còn cái hộp trắng này thì sẽ là một cái hộp phụ kiện nhá. Để xem bên trong hộp phụ kiện thì sẽ có gì nhá. Đây là một cái bộ rack mount kit này, để chúng ta có thể là lắp thiết bị vào trong tủ rack. Đó, và cố định ở trên đó. Bên trong nó thì có cái tai rack và có cả cái hệ thống ốc vít luôn. Đó. Tiếp theo thì phụ kiện còn có một dây nguồn nữa. Đây. Dây nguồn đi kèm sẵn rồi thì chúng ta không phải mua thêm dây nguồn nữa. À. Còn đây thì là switch của chúng ta này. Rất là đẹp đúng không? Hàng Cisco, hàng top 1 có khác đúng không ạ? Trông rất là đẹp. Thì đây là thiết kế mặt trước của switch này. Thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên ở đây có một cái nút reset nhỏ này, và chúng ta có thể bấm rất là dễ dàng. Thì khi mà switch gặp một cái sự cố gì đó cần khôi phục lại cái cấu hình của nhà sản xuất thì chúng ta chỉ cần nhấn và giữ phím này khoảng 16 cho đến 20 giây thì switch sẽ reset toàn bộ cấu hình và khởi động lại. Tiếp theo thì sẽ có hai cái cổng console này. Cổng console của switch Cisco thì thường được đánh dấu màu xanh dương này, thì là một cái cổng console RJ45 và một cổng console USB Type-C. Thì chúng ta sẽ sử dụng để mà cấu hình CLI cho switch. Và phía bên trên cổng console RJ45 này thì là một cái cổng USB 2.0 để chúng ta có thể là copy các cái file cấu hình hay là upgrade firmware hoặc là backup cho switch. Ở phía bên này thì sẽ là 24 cổng RJ45 này, và tất cả thì đều hỗ trợ PoE cộng nhá. PoE cộng thì tức là mỗi cổng này có thể cấp nguồn PoE tối đa xuống cho camera hoặc wifi là 30W, và cái tổng buff zip mà switch có thể cấp xuống đó là 370W. Thì chúng ta sẽ cần lưu ý cái tổng công suất này để mà tính toán khi cấp nguồn PoE cho các cái thiết bị như là camera hay là wifi hay là IP phone. Thì các bạn sẽ làm sao để mà tổng công suất thực tế switch cấp xuống không được phép vượt quá 375W nhé. Và để hiệu quả nhất thì chúng ta cũng chỉ nên sử dụng nguồn ở trong khoảng 70% công suất thôi, để nó đảm bảo được cái hiệu suất cũng như là cái sự ổn định và cái độ bền của switch. Ở phía ngoài cùng này thì sẽ là 4 cổng uplink SFP 1GB sử dụng khi mà cần kết nối các switch ở khoảng cách xa hoặc là uplink đường qua. Các cái mã module mà hỗ trợ thì mọi người có thể xem ở trong bảng này nhé.
hoặc là xem chi tiết trong link sản phẩm mà mình sẽ để ở bên dưới mô tả của video. Và khi mà lựa chọn các cái module quang thì các bạn sẽ cần lưu ý đấy là module quang phải cùng loại là single mode hoặc là multi mode với lại dây nhảy quang thì chúng ta mới dùng được nhá. Và các cái cổng quang này thì sẽ chỉ hỗ trợ các cái module 1G thôi. Trường hợp mà cần băng thông cao thì các bạn có thể sử dụng LACP để mà cấu hình các cái port này thành một port channel với băng thông cao hơn và dự phòng cho cái đường uplink này. Hoặc là nếu mà cần sử dụng các cái cổng uplink lên đến 10G thì các bạn có thể tham khảo cái phiên bản cao hơn của mã switch này, đó là mã C1200-24FP-4X với 4 cổng uplink 10G. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem đến thiết kế mặt sau của switch nhé. Đầu tiên ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy ở ngoài cùng này có một cái lỗ khóa vật lý này thì chúng ta sẽ dùng để mở khóa thiết bị lại và phòng chống trộm cắp. Tiếp theo đây thì sẽ là một cái quạt làm mát này ở bên trong này và có tác dụng là giúp tản nhiệt cho switch trong khi chạy. Và ở phía bên này thì sẽ là một cổng nguồn AC đó với giải điện áp đầu vào từ 100 cho đến 240V và dây nguồn thì đã đi kèm sẵn với switch trong hộp phụ kiện rồi, chúng ta không cần phải mua thêm dây nguồn. Về các tính năng nổi bật thì switch hỗ trợ Layer 3 Interface và Layer 3 Static Group, cho nên là tất cả các cái cổng này của switch chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình làm cổng Access này, cổng Trunk này hoặc là cổng Link Aggregation hoặc là các cái cổng Routing Layer 3 đều được, rất là linh hoạt tùy theo nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của chúng ta ở trong hệ thống mạng. Và dòng switch C1200 thì sẽ hỗ trợ tiêu chuẩn IEEE 802.3AZ cho hiệu quả sử dụng năng lượng một cách tối ưu nhất, sẽ giúp tiết kiệm điện năng bằng cách là chuyển tất cả các cái cổng này về trạng thái sleep khi mà không có traffic đi qua. Và còn một tính năng rất là hữu ích nữa trên dòng C1200 mà thế hệ tiền nhiệm CBS250 không có, đó là tính năng Auto Surveillance VLAN hay còn được gọi là VLAN giám sát. Thì đây là một cái tính năng chuyên dùng cho các cái dịch vụ video và đặc biệt là camera an ninh giám sát. Và với tính năng này thì switch sẽ tự động phân loại các cái thiết bị camera có trong mạng dựa trên địa chỉ MAC hoặc là OUI. Sau đó thì có cơ chế ưu tiên riêng cho các cái camera này trong trường hợp nghẽn băng thông hoặc là hệ thống bị tấn công hoặc là có một máy tính bị virus chiếm hết băng thông của hệ thống mạng. Và nếu các bạn có máy tính và camera cùng một VLAN thì khi một máy tính bị virus tấn công gây nghẽn hệ thống thì sẽ chỉ có các cái máy tính bị tấn công thôi, còn hệ thống camera sẽ không bị ảnh hưởng. Và khi mà sử dụng dòng switch C1200 thì chúng ta sẽ có ưu điểm đấy là tất cả các cái tính năng của switch đều được bản đổi sẵn rồi, chúng ta sẽ không mất thêm bất kỳ một cái chi phí license nào. Và các cái bản update firmware thì cũng hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể download trực tiếp ở trên trang software.cisco.com mà không cần phải có tài khoản hay là được phân quyền từ nhà phân phối. Và việc quản trị hay là cấu hình cho switch này thì cũng rất là linh hoạt theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng là console này hay là telnet hay là SFH với giao diện CLI truyền thống. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng giao diện web hoặc là quản trị tập trung thông qua cloud private hoặc là cloud public với công cụ Cisco Business Dashboard. Có hai phiên bản, trên mobile thì hoàn toàn miễn phí, còn bản ở trên máy tính thì chúng ta sẽ có thể quản lý miễn phí 25 thiết bị. Do vậy thì với các cái hệ thống nhỏ mà có quy mô dưới 25 thiết bị thì chúng ta sẽ có thể sử dụng công cụ này để quản trị tập trung toàn bộ hệ thống mạng một cách rất là tiện lợi và linh hoạt. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về switch Cisco Catalyst C1200-24FP-4G. Và chi tiết tất cả về các cái thông số kỹ thuật thì các bạn có thể xem thêm ở trong link sản phẩm mình để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.